Theo báo chí Brazil, tiền đạo Neymar đã lên kế hoạch chia tay câu lạc bộ Al-Hilal chỉ sau hơn một tháng đến đây thi đấu. Anh muốn trở lại câu lạc bộ Santos khoảng một năm trước khi World Cup 2026 khai diễn. Neymar chắc chắn không muốn gắn bó lâu dài với câu lạc bộ Al-Hilal. Anh ấy không phải ký hợp đồng có thời hạn 4 năm, mà chỉ 2 năm. Sau mùa giải năm 2024 đến năm 2025, Neymar sẽ trở lại câu lạc bộ Santos thi đấu và chuẩn bị cho World Cup 2026, nhà báo Ademir Quintino, người Brazil, nói trên kênh truyền thông mạng xã hội của mình. Ademir Quintino có mối quan hệ thân cận với bố của Neymar, ông Neymar Sr., cũng là người đại diện và các bạn bè của ngôi sao 31 tuổi người Brazil. Trong các cuộc trò chuyện với ông Neymar Sr. và bạn bè thân thuộc của Neymar, tôi nhận được thông tin rằng họ không ký hợp đồng 4 năm với phía Ả Rập Xê Út, mà là hợp đồng chỉ 2 năm. Điều này nhằm để Neymar có thể trở lại câu lạc bộ Santos khoảng 1 năm trước khi World Cup 2026 khai diễn. Phía Neymar đã tiếp cận câu lạc bộ Santos và yêu cầu được quay lại. Tôi có những người bạn chung với Neymar, những người mà tôi sẽ không nêu tên. Họ đều cho rằng Neymar rất mong muốn được trở lại câu lạc bộ Santos, nhà báo Ademir Quintino chia sẻ. Câu lạc bộ Santos là đội bóng Neymar khởi nghiệp từ cầu thủ trẻ, lên đội 1 năm 2009 thi đấu đến năm 2013. Anh sau đó chuyển sang câu lạc bộ Barcelona. Đến tháng 8 năm 2017, chuyển sang câu lạc bộ PSG với mức giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới 222 triệu euro, hiện vẫn còn nắm giữ. Tháng 8 vừa qua, Neymar chia tay PSG sau 6 mùa giải để gia nhập câu lạc bộ Al-Hilal với mức phí 90 triệu euro lập kỷ lục ở giải Saudi Pro League. Theo tờ Goal News, Neymar không muốn chia tay PSG. Tuy nhiên, việc đội bóng thành Paris thay đổi dự án đã đẩy ngôi sao này ra đi. Việc đến Ả Rập Xê Út của danh thủ người Brazil này chủ yếu vì lý do thương mại hơn là chuyên môn. Chính Neymar cũng thừa hiểu điều này. Do đó, chỉ sau một thời gian ngắn, Neymar đã lên kế hoạch rời Ả Rập Xê Út để trở lại Brazil thi đấu, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt chuyên môn hướng đến World Cup 2026, nơi anh đặt mục tiêu đoạt danh hiệu vô địch. Đây cũng là cơ hội cuối trong sự nghiệp của Neymar, hướng đến danh hiệu lớn nhất mà anh luôn ao ước để được thừa nhận là danh thủ hàng đầu của bóng đá thế giới. Neymar hiện mới thi đấu 3 trận cho câu lạc bộ Al-Hilal và vẫn chưa ghi bàn nào, nhưng anh góp 2 kiến tạo thành bàn. Có tin, danh thủ người Brazil này không thích huấn luyện viên Jorge Jesus, do ít sử dụng anh thi đấu và đang đề nghị ban lãnh đạo đội bóng Al-Hilal tìm kiếm huấn luyện viên mới.